Xin chào các bạn, mình đang nhận cái con iPad mini đời thấp này các bạn. Phiên bản này có xài SIM nha. Thì khách hàng cũng họ cũng nói là ghé nhiều nơi rồi, có nhiều chỗ người ta không có nhận làm á. Thì hỏi mình có làm không? Thì mình làm giúp họ luôn nha các bạn. Làm về cho mấy cháu nhỏ trong nhà coi YouTube ha. Máy này mini 1 phiên bản có SIM nha. Thường thường là máy phiên bản có SIM lúc trước mình làm là mình ngắt cái tụ, bỏ cái con 3G đi, tháo máy ra bỏ con 3G. Nhưng mà các bạn thấy nè, giờ cái máy nó bị bể kính tùm lum tùm la, mình tháo ra mà mình bỏ tụ thì rủi ro mà mình ép kính nó cao nha. Thì bypass những cái con dòng chip A5 á các bạn, mình phải cần một cái mạch Arduino nha. Cái mạch đây để làm cái gì á, là để mình đưa nó vô chế độ bonus á. Cái công thức bypass đó là thường thường mình vô bonus, rồi mình boot trên RAM disk, rồi mình backup passcode hay là reacti hay là Acti Hello gì đó, nói chung là vô bonus được á, là mình làm được. Nhưng mà những cái con đời thấp á, thì các bạn muốn vô bonus á, thì mình phải cần một cái mạch, cái mạch bên thứ ba á, kêu là mạch Arduino nha. Rồi máy tính nhận đầy đủ nè. Còn một cái tool nha các bạn, cái tool này của bên team thành lập á. Tool này thì nó hiện tại free thôi. Rồi các bạn muốn chạy bypass gì đó thì mình order riêng. Thì mình mượn cái tool này á, để mình vô cái RAM disk chip A5 nha. Mình chạy bonus thôi. Rồi mở cái tool lên. Cái máy mình nó đã nhận nè. Rồi mình chuyển qua cái tab RAM disk chip A5. Tiến hành mình đưa cái máy vô chế độ bonus đó các bạn. Rồi để mình bypass hello thôi. Chứ còn cái máy này nó tất nhiên nó xài SIM á, nhưng mà các bạn tháo ra các bạn bẻ tụ thì nó nguy hiểm quá. Dòng này đời thấp rồi. Mình làm nhanh gọn lẹ thì mình làm nha. Giờ mình gắn cái mạch Arduino vô trước nè. Các bạn để ý cái cách mình gắn cái mạch Arduino nha. Nhiều lúc các bạn làm lỗi do các bạn gắm nó không có đúng thứ tự các bạn. Đầu tiên là mình gắn cái mạch vô rồi mình chọn đúng cái USB của cái mạch nè. Lần đầu tiên thì các bạn giống như mình viết cái mạch trước các bạn. Mình viết một lần thôi nha. Update cái Arduino nè, các bạn bấm một lần thôi. Rồi các bạn đợi cho cái nó viết cái mạch vô cái những cái dòng máy mà đời thấp á, nó nhớ trong cái mạch đó các bạn. Rồi mình tiến hành mình vô bonus. Đó, nó đã viết thành công nè. Thì chỉ một lần thôi nha, mấy lần sau các bạn không có cần viết đâu. Giờ tiến hành mình vô bonus. Chọn đúng cái version của cái máy nha. iPad mini 1 này là cái product gì là các bạn chọn đúng nha. Giờ mình vô bonus nè. Trước khi vô bonus á thì các bạn đưa cái máy về chế độ depo trước. Vô depo thì các bạn mở cái trên macOS á, nó có cái i4 tool á, các bạn mở lên các bạn vô cho nó nhanh nha. Mình nhìn cho nó dễ ha. Rồi khi vô chế độ depo á thì các bạn rút cái máy ra. Rồi các bạn ghim cái máy này vô cái cổng USB của cái mạch đó các bạn. Các bạn nhớ là mình ghim vô cái mạch trước nha. Rút cái mạch ra nè, để mình rút cái mạch ra nè. Khi điện này nó yếu sao nó chớp chớp, các bạn xem đỡ nha. Rồi rút cái mạch ra, mình ghim cái máy ở trên tình trạng depo á, mình ghim vô cái mạch trước. Rồi bắt đầu mình mới ghim cái Arduino á vô máy tính mình nha. Các bạn mà ghim cái Arduino vô trước á thì các bạn vô bonus nó bị lỗi nha các bạn. Rồi vô đầy đủ nè, thì nói chung máy tính nó không có nhận gì hết đó các bạn, chỉ có cái tool nó nhận thôi. Chế độ này là mình đang ghim ké qua cái Arduino á, thì giờ mình trở lại cái tool. Rồi mình bonus, chọn đúng cái mạch nè. Rồi mình vô bonus của cái mạch Arduino nha. Rồi các bạn vô bonus, các bạn để ý nè, cái đèn nó chớp 3 lần. Rồi bắt đầu là nó chạy, là nó thành công nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái câu lệnh nó chạy không? Các bạn làm đúng như mình là được rồi. Thường thường những cái dòng mà có SIM á, lúc trước là mình bỏ 3G, mình hạ xuống Wi-Fi á. Còn nếu mà các bạn Wi-Fi thì mình ốp luôn được nha các bạn. Rồi nó vô bonus của mạch Arduino thành công nè.
giờ mình không có cần cái mạch nữa các bạn, mình rút cái máy ra. Nói chung tới bước này thì mình không có cần cái mạch nữa rồi, mình mượn cái mạch để mình vô cái bâu nít thôi, bâu nít của Arduino nha. Giờ mình tiến hành mình rút ra, ghim vô máy tính mình. Ghim vô máy tính thì tool đồ này kia nó nhận mình đường là hợp lý nha anh em. Rồi mình trở lại cái E4 tool nè, mình coi tụi nó nhận cái máy chưa, nhận đầy đủ. Rồi tiếp tục mình mở cái tool mà AT Bonus nè các bạn. Này thực sự giờ mình vô Bonus để chút nữa mình bypass hello nha. Các bạn mở cái tool lên, rồi tự động là nó đưa cái máy mình vô chế độ Bonus thôi. Cái này làm thì cái nguyên lý làm thì nó cũng giống như những cái máy mà mình làm dòng cao các bạn, thì Bonus, Putemdit, rồi backup hardcore hay HT hello gì đó. Nhưng mà những mấy con ghẻ ghẻ đời thấp này bây giờ thì muốn vô Bonus thì mình phải cần một cái mạch nha. Khi vô Bonus thành công á thì các bạn khởi động lại máy, nhớ là mình cần một cái mạch Arduino nha các bạn. Không có mạch này thì nói chung là những cái dòng thấp này mình không có làm ăn gì được đó nha. Nhiều lúc anh em nói không có cần mạch đó thì làm được không, thì không cần mạch thì nói làm gì nữa. Mình đã chia sẻ video rõ ràng chi tiết như thế này rồi mà. Rồi mình mở cái tool 19 lock lên, rồi đợi cái tool nó nhận cái iPad của mình á. Rồi mình nó nhận đầy đủ nè, nó hiện chế độ gì kệ nó các bạn, mình đã vô Bonus thành công rồi. Thì mình kiểm tra driver đầy đủ, rồi trên tool nó có cái chữ bypass hello, các bạn cứ bấm vô thôi là tự động cái tool nó hoạt động, nó làm việc. Khi mà nó chạy gần hết á, nó báo là dạng như là bạn có muốn xóa dữ liệu cũ trên cái máy không. Các bạn thích xóa thì các bạn bấm Z, còn các bạn không xóa thì các bạn bấm No. Nhiều khi những cái dòng thấp thấp đây các bạn đang xài bình thường mà nó có allow á, vui vui á, các bạn ghim sạc rút ra nó cũng nhảy màn hình hello nha các bạn. Cái đây là mình bị hoài luôn á. Mấy cái dòng thấp thấp như Mini 1 nè, iPad 2, iPad 3 hay là 4S gì đó, các bạn đang xài bình thường có allow đi, nhưng mà tự nhiên cái ghim sạc hay là để qua đêm gì đó, sáng mai thấy vậy là màn hình hello Cuba luôn nha. Rồi nó đã boot ram disk thành công nè. Rồi các bạn cứ đợi cho nó làm những cái bước cuối cùng thôi, rồi mình add ti vô mình xài. Những cái con máy đời thấp này nói chung giờ mình làm thì xài tạm thôi các bạn. Đó, nó hỏi là bạn có muốn xóa dữ liệu luôn nè, thì mình không có xóa nha. Con này thì khách hàng đang xài, thì dữ liệu hình ảnh hay gì đó người ta cần lấy lại thì mình đặt ti vô trong cho người ta lấy lại nha các bạn. Rồi các bạn đợi cho nó vô menu thì mình cài những cái game hay là chương trình học gì cho mấy em nhỏ gì đó xài đỡ nha các bạn. Máy này nói chung nó cũng thấp lắm rồi, không có xài được Facebook, Zalo luôn nha, iOS 9 thôi các bạn. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.